Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một video để thông báo đến các bác là mẫu bát 30 Martin từ 170 côn 75 màng sơn dầu chống nước của Tùng Nguyên mới về ạ. Về số lượng nha các bác nha. Đấy. Em cất bớt rồi. Còn có 3 thùng để ngoài. Để mai tiện giao cho khách, đỡ phải khiêng ra khiêng vào. Con này là mẫu này của em là màng sơn dầu chống nước. Màng rất dính nha các bác nha. Màng sơn dầu. Hôm trước thì có một bác bảo mình là màng sơn dầu sợ bẩn, nhưng các bác yên tâm nhé, nó chỉ là sơn dầu bóng thôi. Các bác lau chùi rất là dễ ạ. Đây ạ. Nó sơn dầu bóng thôi nhưng mà nó không có cảm giác dính như là keo đâu. Đấy, thế nên là các bác có bị bụi bẩn thì lau chùi rất dễ. Không lo là sơn dầu nên bụi nó bám nhá. Mẫu này là từ 170 côn 75. Các bác nhìn cấu hình của nó rất là đẹp. Nó được trang trí bộ nhện vàng chanh, nhìn rất là mềm mại, rất đẹp. Xương con này là xương nhôm đúc, con này tiếng rất hay. Martin từ 170. Dòng này là dòng xương nhôm đúc, xương của nó uốn cong, rất là khỏe. Màng của nó các bác nhìn lấp lánh, có sợi bông thủy tinh nhá. Ánh điện soi vào mới thấy được. Có con nó nhiều thì nhìn phát biết ngay, nhưng có con ít thì phải ánh điện vào thì mới nhìn thấy sợi bông thủy tinh. Côn 75. Mẫu này của nhà mình bán rất chạy. Nô nào về là hết nô đấy. Bán cho anh em thợ rất nhiều. Đấy, tôi nghĩ hôm nay làm cái video này để thông báo vì có mấy người đang đợi hàng mẫu bát 30 Martin màng sơn dầu. Nên Tùng Nguyễn làm video để thông báo đến các bác có nhu cầu thì đặt hàng bên Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 141. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Con này thuộc vào nhện vàng cao nha các bác nha. Nhện cao. Các bác nhìn kỹ cho em, nhện cao nha. Đấy, Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nha. Hẹn các bác trong clip sau của Tùng Nguyễn.